nào, mặt trời lại mọc rồi ư? Thật không thể nào tin nổi. Cứ ngỡ hôm qua nhắm mắt lại là mọi thứ đã hết rồi, thế nào mà lại bắt đầu một ngày mới? Uầy, một ngày mới đã đến. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui phơi phới nha. Còn ngày mới của ốc hôm nay á, hơi mệt các bạn ạ. Bởi vì ốc phải đi thu hoạch mấy cái món rau củ quả bên vườn này các bạn này. Ai, quá khổ luôn. Các bạn biết vì sao mà ốc cứ để đây đến khi nó chết héo? Ngày xưa ốc không thu hoạch mà bây giờ lại phải thu hoạch không? Bởi vì dạo này ở quanh khu nhà của ốc á, có những cái con giống như là con khỉ các bạn ạ. Một đại dịch khỉ đã xâm chiếm Minecraft và nó luôn luôn ăn trộm đồ ăn. Thế nên là bây giờ nếu mà mình mà không thu hoạch á là nó ăn trộm hết các bạn ơi. Thế nên là mình phải chăm chỉ thôi. Nếu không thì chỉ còn có cái nịt thôi các bạn ạ. À, mình vì gì phải đóng cửa, mình ở nhà mà. Mình lại mở cửa ra. Đấy, bây giờ mình sẽ sang vườn để mình thu hoạch các bạn ạ. Đây này, quá nhiều thứ cần phải thu hoạch luôn. Khu vườn của mình trồng những gì? Bọn mình trồng củ cà rốt đốt cháy nhà, ông cụ già kêu oai oái, cô con gái lái xe tăng chạy băng băng qua đường phố. À, bài này thì những ai mà ở thế hệ mình thì biết, còn các bạn nhỏ hơn chắc không biết đâu. Nhưng mà thôi mình thu hoạch tiếp đây. Nhà mình còn trồng những gì? Nhà mình trồng hạt lúa mì. Và đây mình thu hoạch được bó lúa mì. Bó lúa mì trồng rất là ra gì đấy. Và nhà mình còn trồng gì? À, trồng củ dền. Củ dền rất là bền các bạn ạ. Ở mà mình nói nó không liên quan lắm. Đó, mình trồng có ba cái này thôi. Có tí tèo tèo. À, có cả khoai tây này các bạn ơi. Khoai tây rất là nhầy ấy, chứ không phải ăn vào mà xinh đẹp như tây đâu nhá. Ok, bây giờ mình sẽ thu hoạch hết. Đấy ha. Mấy con khỉ đừng hòng mà ăn trộm đồ của mình cái gì nữa luôn nhá. Hai, và các bạn biết không, người ta nói là diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Bây giờ mình mới chỉ thu hoạch vẫn chưa được. Mình phải đi tiêu diệt bọn khỉ đấy luôn các bạn ạ. Để cho chấm dứt cái nạn ăn cắp của bọn khỉ đi ha. Bây giờ mình vào mình cất những cái món rau củ quả của mình. Sau đấy mình sẽ mặc áo giáp và cầm vũ khí đi tiêu diệt bọn nó luôn. Trở thành anh hùng ốc, thuần phục loài khỉ. Eo, nghe giống như là anh hùng ốc, giống như là Tôn Ngộ Không các bạn ạ. Ôi, thôi thôi, mình phải đi vào và ngay lập tức đi tiêu diệt bọn khỉ đấy mới được. Mình đã mặc bộ giáp rồi các bạn ạ. Tuy nó hơi không được xịn sò lắm, bởi vì có những người thì có giáp kim cương hoặc là những bộ giáp rất là mạnh, nhưng mà mình chỉ có bộ giáp da thôi. Nhưng không sao, quan trọng là kỹ năng các bạn hiểu không? Và mình đã chuẩn bị cho mình một chiếc kiếm sắt. Trời, bọn khỉ đấy nó không có siêu to khổng lồ các bạn ạ, nên là mình nghĩ là chỉ cần cây kiếm này là đã có thể đánh được nó rồi. Mình rất là tự tin đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào rừng và tìm kiếm bọn khỉ ha. Bọn nó luôn luôn lẩn trốn các bạn ạ, và chỉ chờ sơ hở của mình là đi ăn cắp ngay. Rất là đáng sợ luôn đấy các bạn. À, mình phát hiện ra bọn khỉ rồi. Đây này đấy, các bạn thấy không? Mình đã nói mà, nó rất là nhỏ thôi. Chúng mày dám ăn trộm đồ của ta này. Ăn trộm nè, lêu lêu. Au, 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 nó cắn vào mông. Au, au, gì đây? À, bọn này, mày đánh tao. Mày đánh tao này. Mày đánh tao này, au, au, đừng đánh nữa. Mày thích không? Ui dồi, các bạn ơi, cay thật đấy. Hóa ra bọn này còn chống được cả kiếm của mình. Chúng nó ném đá vào mình các bạn ạ. Không ngờ có ngày Trần Thị Ốc lại bị chết bởi những viên đá. Quá cay. Thế thì bây giờ mình nghĩ rồi, bọn nó vừa có kỹ năng ném đá lại còn rất là đông. Nên bây giờ mình sẽ nghĩ rằng mình không tiêu diệt chúng nó nữa, mà mình quay qua mình thuần phục nó, biến nó trở thành công cụ của mình. Thế có phải là tốt hơn không? À, ok, để mình vào mình kiểm tra Google xem cách thuần phục con khỉ nha các bạn. Ha, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Và sau một hồi Google, mình đã phát hiện ra rằng bọn khỉ rất thích ăn chuối. Và mình có thể thuần phục nó bởi những quả chuối, hoặc là nó còn ăn cả vỏ chuối luôn các bạn ạ. Ý là con người á thì ăn cả nải. Ý là con người á thì ăn cả nải. Con người không ăn cả nải mà con khỉ ăn cả nải nha các bạn. Ok, sẵn đây trong giường của mình đã có những quả chuối rồi. À, và cả vỏ chuối nữa. Mình sẽ đem cái đấy đi cho nó ăn. Thế là nó sẽ trở thành thuộc hạ của mình ha. Ok. Wow, xoài, tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Các bạn thấy gì chưa? Đây là banana đấy. À, đây là chuối đấy.
Bây giờ mình sẽ đi ra cho chúng nó ăn cái chuối này nha. Mình nhầm rồi các bạn ạ. Google nói là nó ăn quả chuối chứ nó không ăn cái vỏ chuối đâu. Nó cũng khôn như người ấy các bạn ơi, nó không ngu lắm đâu các bạn ạ. À, kia có một con khỉ kia các bạn ơi. Ê khỉ ơi, tao cho mày quả chuối nè. Ôi giời ơi, bạn thấy chưa? Bọn này quá dễ mua chuộc luôn. Chỉ ăn một quả chuối mà đã trở nên đắm đuối vì ốc. Thế thì đồng bọn của mày đâu? Để tao cho chúng nó ăn chuối nốt luôn. Đi theo tao. Đầu nọt mày không đi theo tao à, cái con kia. Tao tưởng mày ăn chuối rồi mà. Ăn thêm một quả nữa đi này. Ăn thêm quả nữa. Ui dồi ôi, ăn lắm thế. Thôi rồi rồi, ăn thế thôi nhá. Ê hello, người bạn của mày vừa bị thuần phục rồi, bây giờ đến lượt mày. Ơ không ăn chuối à? Chê à? Này ăn chuối đi. Cho mày ăn miếng nữa. Ê ui dồi, mày ăn chuối xong mày lại dám trả tao cái vỏ chuối à, cái con này. Đúng mà hừ. Này ăn thêm miếng nữa đi. Ơi giời, chê à? Này ăn đi. Ui giời, đây. Con điên kia. Này. Ôi mấy cái đứa này. Đây 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 đây. Này. Ui giời. Này. Ui giời. Ui giời, cho anh đâu ăn đến đấy. Thế mà không nổ trái tim à. Ui giời, bọn này ăn như thùng luồng ấy. Cái bụng không đáy à. Ăn mãi chả no các bạn ạ. Ui trời ơi. Ôi, mệt bở hơi tai. Mình mới thuần phục được và mang về được một con khỉ này các bạn ơi. Đấy, nhìn thấy chưa, nhìn chưa? Nó chính là con khỉ của mình. Sau khi đã ăn hết sạch cả chuối. À, bây giờ mình sẽ sang để khoe anh Bê Quý Thành các bạn ạ. Ha. Đây là con khỉ của mình cơ mà. Ây xời, mấy cái con cá này ăn lắm rồi các bạn ạ. Anh nuôi mấy hôm mà lúc nào nó đòi ăn ấy. Ăn lắm như ốc vậy. Cái gì mà nhắc đến ốc đây? Ui ôi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn các bạn ạ. Nhắc ốc là đồ ngốc đến luôn. À nhầm, nhắc ốc là ốc đồ ngốc đến luôn. Bê Quý Thành nhìn thấy em có cái gì trên tay chưa? Cái gì đấy ông ơi, em mới sắm được một con thú cưng mới à? Đúng rồi, em phải đóng cửa vào còn nó chạy mất. Ôi, đang đóng cửa mà. Đây nha, đấy, con đây là con khỉ đó. Trông nó ngu ngu như em vậy ông ạ. Ngu như em, nó rất là thông minh và còn chạy nhanh đó. Chạy nhanh, tự nhiên em chuyển sang nghề nuôi khỉ à? Không nuôi bò, nuôi heo nữa à? Hả? Ô, sao anh đánh em? Ô. À, đánh em à? Trời ơi, con khỉ của ông lợi hại vậy, cầm đá ném anh luôn. Cái thật các bạn ạ, bị con khỉ đánh cho không trượt phát nào. Được rồi, mày đây, mày đây, mày đây. Ê, mày đây, mày. Con khỉ ngu này. Đánh Bê Quý Thành đi. À, nó ném đá thật các bạn ơi. Ui, ui. Đây này. Ui, ném đá tơi bời mọi người anh. Ui, con khỉ của ông mạnh thế ông ơi. Tất nhiên rồi, đừng có đùa với ninja rùa. Em bế nó rồi, nếu không nó cắn anh ngay. À, em tính mang con khỉ sang cho anh đúng không? Em đúng là đồ đều. Thích gì em thả khỉ ra này. Các bạn ơi, cứu mẹ ai à. Bây giờ muốn bắt đạt ông cũng không thể bắt đạt được các bạn ạ. Ông có một tên bảo kê rất lợi hại, đó chính là một con khỉ. Khỉ đấy có phải là khỉ đít đỏ không ông? Em chắc thế rồi. Bây giờ anh đừng có mà trêu em và chê em là đồ xấu xí và đồ hát không hay. Anh vừa chỉ cần chê em một phát, em đánh anh phát, con khỉ này của em mà ném cho anh đá gọi là không trượt phát nào luôn. Bây giờ em đi về nhà đây. Em sẽ về nhà và ngủ với khỉ luôn. Ui rồi, ông cả đồ hát không hay kệ ốc. Rồi các bạn ơi, cay thật đấy các bạn ạ. Ông mới thu nhận được một con thú cưng, một đệ tử rất là lợi hại luôn. Nó có khả năng ném đá, đó chính là một con khỉ. Ôi giời ơi, bực thật đấy. Ông có một con bảo kê lợi hại như thế mà mình không có cái gì để chống lại ư? Không được rồi, anh Bưu Đành phải tìm cách. Anh cũng phải thuần phục một con gì đấy nó lợi hại hơn con của ốc, mà cũng phải gần như con của ốc, nhưng mà cũng phải to hơn con của ốc, thì ốc mới sợ anh đúng không các bạn? Để anh nghĩ xem nào. Ốc có con khỉ à? Con khỉ đấy bé quá. Bây giờ anh sẽ đi tìm và thuần phục một con khỉ. Gọi là khỉ đột đi các bạn. Khỉ đột là cái loài khỉ rất là to to đây này các bạn. Nó sẽ đấy các bạn. Ui giời, tí dục tai nghe. Đấy, anh sẽ đi vào rừng tìm con đấy. Anh bắt nó về anh thuần phục. Đấy, khỉ của anh sẽ to hơn khỉ của ốc. Đấm một phát khỉ của ốc à, ngất trên nền đất luôn các bạn. Lúc đấy ốc mới biết ai là người đẳng cấp và ai là mạnh nhất nha các bạn. Đấy, nghe nói khỉ thì đều thích ăn chuối à. Thôi bây giờ đầu tiên anh phải đi lấy ít chuối đã các bạn. Các bạn em một xíu nhá. Ui, sau một hồi ấy đã chuẩn bị đồ xong rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng đi bắt khỉ đột thôi. Rồi khỉ ơi, khỉ ơi.
Ui, vừa hô khỉ đột phát nó tới nhà luôn. Ui. Ui, không cần phải tìm nó tới nhà mình luôn các bạn ạ. Bây giờ anh sẽ thử sức mạnh của cái con này nha các bạn. Đấm nó phát xem nào. Ai à, con này cũng rất là mạnh luôn các bạn ạ. Ok ok, không cần tìm mà chúng nó tới nhà của mình luôn ạ. Ổn thế nhờ các bạn nhở. Rồi bây giờ anh sẽ... Ê, khỉ đột ơi, ăn chuối không? Ê, tao có chuối ngon lắm nè. Mày mà không ăn chuối của tao thì hơi phí đấy. Ăn chuối đi, ăn chuối đi bạn ơi. Mày, tao bảo nếu mà mày ăn chuối của tao, mày phải làm đệ tử của tao nhá. Đấy, sau đó giúp tao đi tiêu diệt cái con khỉ nhà ốc nhá. Gì thế, sao vỗ ngược hoài vậy? Được rồi, bây giờ mình sẽ vứt chuối cho nó ăn các bạn. Ui giời ơi. Đấy, ăn tham như thế này mà tí mà không giúp tao tiêu diệt cái con khỉ xấu xí bên kia thì mày đừng có trách. Ờ các bạn ơi. Ui, ăn lắm ấy nhỉ, con này có vẻ ăn lắm các bạn. Ui, nó nổ trái tim với mình rồi các bạn ạ. Ui giời. Thôi ăn thế rồi, ăn tham quá các bạn ạ. Rồi cho nó ăn thế rồi các bạn ạ. Rồi nào, đi. Cái gì ấy, sao ngồi bệt đây vậy? Rồi. Ờ, đi theo tao. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn nó sang nhà ốc cho nó đấu với các con khỉ nhà ốc các bạn. Đi đi theo tao. Đấy đúng rồi. Mày phải vỗ ngực, mày phải bảo ta là vô địch, ta là đệ tử của bên Quy Thạch. Ôi không. Trước tiên là phải tiêu diệt cái con quái vật này đã. Ấy ạ. Tiêu diệt nó đi. Khỉ ơi, khỉ đột của tao ơi, xông lên. Bảo kê tao đi. Này, 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 đùa với bên Quy Thạch à. À đây còn hai tên. Xông lên, bảo kê tao đi. Mày trêu khỉ đột tao. Này, đùa. Đùa với khỉ đột của bên Quy Thạch à. Chết nhăn răng luôn các bạn ạ. À. Đúng là mạnh. Đó, đúng rồi. Ấy phải như thế là bị oách chứ. Rồi bây giờ xông sang nhà ốc. À, ốc à, tuổi gì. Ôi kìa. Ui, con khỉ của ốc còn đang ở trên cửa sổ. Cái loại bé tiều liều tiều đấy kia gặp khỉ đột của em biết cái này chỉ có tắt điện. Ốc ơi. À, B Quy Thành lại đến à. Ui dồi, đây đây. À, gáy các bạn ơi. Ê. Đâu, anh đâu? Nhìn con không nhìn thấy con gì đây à mà lại còn dám sang gọi em. Ốc hả? À, ốc à đồ thối. Ê, à, không được chơi với ốc. Ai dạ, úi dồi, cái con tinh tinh cửa chuồng này tuổi gì? Đây các bạn. Này, đánh cho phát. Này, này, đánh cho phát à. Chạy đi, làm sao mà chạy được đó. Vỗ ngực chưa? Đây không phải là con tinh tinh, đó là con khỉ đột của anh đấy. Đánh nào đi. Ô không bảo vệ tao, chạy vào rừng à. Ốc bị đuổi đập cho. Ốc thử đấm nó cái xem nào. Xem nó có đánh con khỉ của em có giúp. Ơ, à. Đây con khỉ à, đây khỉ của ốc này. Khỉ của ốc này. Bom à. Chiến thắng các bạn ơi. Khỉ đột của em vừa đánh vô địch thiên hạ. Ô thế nó tiêu diệt khỉ của em rồi à? Nó tiêu diệt cả em và cả khỉ của em rồi đấy. Thấy khỉ đột của anh lợi hại chưa? Dăm ba con khỉ của em. Ồ, con khỉ này trông mặt xấu quá mà lợi hại thật đấy. Ừ, đừng chê nó xấu, trông nó xấu nhưng mà nó cực kỳ là đầu gấu đó các bạn ạ. Ốc biết không, lúc đấy có mấy tên người xấu à, nó tính đến tấn công nhà của anh à, con khỉ đột của anh đấm cho mấy phát à, dụng sung luôn, đi hết hàng tiền đạo, dụng hết răng luôn ốc ạ. Ôi giời, anh đừng có bốc phét. Chẳng qua nó chỉ tiêu diệt được con khỉ nhỏ của em thôi. Bây giờ anh có quái vật ở đây để em cho nó đấu thử em mới tin. Được rồi, ốc không tin gì. Đây, anh có trứng sinh ra mấy con zombie pigman này. Có kiếm hạn hòi nhá. Anh sẽ cho đệ tử của anh khỉ đột Godzilla. Đánh, đánh con này. Gì mà khỉ đột Godzilla? Khỉ đột phải là King Kong chứ. Ờ không phải, tên của nó là loài Godzilla. Đánh đấy, thấy gì chưa? Nào nào nào, đánh tao. Đại ca, đại ca ạ, đại ca. Này, đừng đùa với khỉ đột đen đen của anh vừa này. Trông hơi xấu xấu bẩn bẩn một tí thôi. Nhưng mà vô địch thiên hạ nha các bạn. Mà ốc ơi, em thuần phục được con khỉ ở đâu đấy? Em ở bên kia cánh rừng, cái bên kia kìa. Ủa thế à? Thế anh cũng muốn thử bắt một con khỉ của em xem như thế nào. Ông ơi, anh phát hiện ra đây có một con ốc ạ. Đây. Đây. Ăn chuối không bạn ơi? Mà từ từ. Bọn này ăn lắm chuối lắm ấy. Anh bế nó luôn, bắt cóc nó luôn các bạn ạ. À, bắt cóc nó mang về luôn. Ha ha. Tèn tèn.
anh không có chuối cho nó ăn à? Không, anh có chuối mà. Bây giờ anh thả nó ở đây cho dễ thuần phục các bạn ạ. Đó, sau đó thả ở đây cho nó ăn chuối. Thấy chưa? Thuần phục được rồi các bạn ạ. Đó. Và ốc à, ốc có không biết một tuyệt chiêu là chúng ta có thể cho cái con khỉ này nó ngồi ở trên vai của mình đấy. Ở đâu, như nào? Ốc thấy gì chưa? Khỉ của anh đang ngồi trên vai của anh đây này. Oách xà lách chưa? Wow, anh trông ngầu như một cái bồn cầu à nhỉ? Ngầu, ngầu như một người không bao giờ buồn giàu. Đúng rồi, ngầu nhất quả đất luôn các bạn ạ. Đấy, ốc không có kinh nghiệm thuần phục mấy cái con thú ở trong rừng đâu, làm sao lợi hại mà anh có này đúng không các bạn? Đấy nhá, anh bắt được một con khỉ nhá. Bây giờ anh cho con khỉ đồn của anh đứng dậy. À đâu, thôi cho nó ngồi xuống đi các bạn. Cho con khỉ này của anh đấu với bọn zombie pigman xem như thế nào nhé các bạn. Đây, zombie pigman này, anh đánh nó một cái này. Rồi. Đó, thấy không? Thấy khỉ của anh ném đá không các bạn? Đấy, nó đứng ở trên vai ném đá luôn các bạn. Trời ơi. Ơ, thế bây giờ anh có thể cho con khỉ đột này ngồi trên vai anh được không? Nó ngồi trên vai anh, nó sẽ đè bẹp anh thành một một cái thứ gọi là như một con dán. Mình ngu gì mà để cái con khỉ đột to, to đùng đen xì ngồi trên vai. Nó to hơn cả anh ấy, nó ngồi anh một phát anh bẹp dí luôn các bạn. Đây, bây giờ anh đánh cho các bạn xem nhá. Đánh con zombie pigman. Ôi, con zombie pigman hôn ốc các bạn ạ. Tình yêu thắm thiết các bạn đều biết. Mày thích hôn tao. Cho mày một thưởng cho mày đi đời luôn này này. Đây, đánh nó một cái đấy không? Thấy không? Thấy khỉ của anh ném đá các bạn. Ném đá này, ném đá này. Đấy, hơi sợ. Ném đá tiếp. Nào, chuẩn bị ném đá nào. Ném đá. Ném đá, ném đá, ném đá, ném đá, ném đá, ném đá. Đấy, người ta thuần phục khỉ nó phải lợi hại như thế. Ai như em. Ờ, con này thấy cái con khỉ kia ném đá chết quái vật, mà con khỉ đột này nó còn vỗ tay cơ nhá. Ờ, con đấy nó mà khen. Ồ, hay quá, quá hay luôn. Rồi ông ơi, vậy là trong video ngày hôm nay anh đã dạy em cách huấn luyện các loài khỉ ở trong Minecraft. Và ông thấy cái con khỉ nào em thích nhất? Em thích con khỉ nhỏ. Ờ, còn anh thấy con to thì cũng đẹp mà. Con to đen xì. Ờ, nhưng mà nó rất là mạnh đúng không các bạn đó. Ồ, bọn quái vật đến nó đấm ông một phát là chết queo luôn các bạn ạ. Nhưng mà vô lý, nó phải tên là King Kong chứ nó không tên là Godzilla được. Ờ, đây đây đây, nó tên là đây đây anh Godzilla đây này các bạn ạ. Nó là một loài khỉ đột thì phải. Còn con này thì là một loài khỉ cappuccino, khỉ khỉ mặt gì đấy các bạn ạ. Mặt xấu như ốc thì phải. Thôi được rồi, em không đánh anh nữa, không em lại bị khỉ đột đánh. Em sẽ thoát game ha, cho anh chơi một mình. Ờ. Rồi các bạn ơi, có lẽ là anh cũng sẽ dừng video tại đây thôi. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ anh một này làm thật nhiều video mới. Và anh sẽ thuần phục những cái con quái vật khác, những cái con đẳng cấp hơn. Nếu các bạn bình luận ở dưới để xem con gì mà anh thuần phục được nhỉ? Để anh nghĩ nhá. Rồi các bạn bình luận dưới nhé để anh thuần phục. Còn bây giờ bye bye. Khỉ ơi. Nào. Con này nó múa mông này các bạn này. Múa mông cho các bạn xem đây. Thôi, bắt con này lại. Bế con lại. Rồi, bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Đi về thôi.